Nữ bác sĩ thú y xinh xắn, mặc bộ đồ ngủ sexy bước ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông nhìn không chớp mắt, trực tiếp leo qua giường. Đúng lúc này, một cô gái tóc vàng bất ngờ đến gõ cửa. Chuyện gì đây? Lẽ nào là bắt gian tại trận? Người đàn ông dường như rất bối rối và muốn đuổi cô gái đi. Nữ bác sĩ thú y nghe thấy tiếng động, liền đi tới kiểm tra. Cứ tưởng đó là món quà bất ngờ bạn trai chuẩn bị cho mình, cô ấy liền vui vẻ kéo cô gái tóc vàng vào phòng. Người đàn ông không hiểu gì vò đầu ôm trán. Thực ra, cô gái tóc vàng này nào phải món quà bất ngờ gì. Người đàn ông này tên là Bozat, anh ta và cô gái tóc vàng Jennifer đều là điệp viên cảnh sát quốc tế. Nhưng Bozat đã quá mệt mỏi và chán nản với cuộc sống ngày ngày chém giết. Sau khi gặp người tình trong mộng của mình, Veronica, anh ấy đã quyết định nghỉ việc và sống một cuộc sống bình thường. Cấp trên đương nhiên không muốn để cho một điệp viên xuất sắc như anh ấy rời đi, chỉ đồng ý cho anh ấy nghỉ phép tạm thời. Jennifer xuất hiện chính là làm gián đoạn thời gian nghỉ phép của Bozat vì một sự cố tên lửa phức tạp của Nga. Mấy ngày trước, cô ấy và đối tác đã giả làm nhân viên lẻn vào một tiệm massage kiểu Nga, nghe ngóng tin tức. Qua một loạt các cuộc điều tra, họ đã phát hiện ra rằng Nga đang cho phát triển một loại vũ khí mới, tổng cộng có 7 tên lửa siêu thanh, nhưng đã bị một người đàn ông có mặt danh chi đen cướp đi khi nó đang được vận chuyển dưới biển. Họ nghi ngờ tên lửa sẽ được đặt ở 7 địa điểm khác nhau không xác định, tình hình cực kỳ khẩn cấp. Nhưng khoảng thời gian trước, Bozat luôn bận theo đuổi Veronica, yêu đương nồng nhiệt. Bozat đặc biệt mua tặng cô ấy một bó hoa. Ai ngờ Veronica bất ngờ ngã xuống đất, hóa ra cô ấy bị dị ứng phấn hoa. Bozat ngay lập tức sử dụng điện thoại di động công nghệ cao được trang bị cho gián điệp để sơ cứu, sau đó đưa cô ấy đến bệnh viện. Công cuộc theo đuổi tình yêu đương nhiên chưa bao giờ dễ dàng. Bozat mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng các kẻ thù nhắm vào anh vẫn quá nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có người tự nhiên tìm đến cửa. Nhìn thấy cảnh báo trên điện thoại di động của mình, Bozat đành phải giả vờ ra ngoài mua đồ ăn, tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Anh cố tình xuất hiện trước mặt sát thủ và dụ chúng đi vào một căn phòng trống. Rồi anh lặng lẽ nấp sau cánh cửa, đợi hai người sát thủ bước vào. Bozat đá mạnh vào cửa, đạp bay tên nam sát thủ. Sau đó anh lao lên, khống chế bàn tay đang cầm súng của nữ sát thủ. Các bức tường xung quanh phòng dính đầy những vết đạn. Bozat giật súng của cô ta, nhắm thẳng vào tên nam sát thủ, điên cuồng nổ súng theo đường cong cơ thể hắn. Sau đó vứt khẩu súng xuống đất, lao lên tay không chiến đấu. Hai bên đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Nhưng Bozat kinh nghiệm đầy mình, thân thủ phi phàm, rất nhanh đã đánh gục hai tên sát thủ. Sau đó, anh vội vã quay trở lại phòng bệnh. Cuối cùng, anh cũng có thể trò chuyện với Veronica trong yên bình. Veronica còn vui vẻ đồng ý hẹn hò với Bozat. Buổi hẹn hò hôm đó thời tiết cực kỳ đẹp, Veronica cũng có ấn tượng rất tốt với anh. Cô nói với anh về bệnh tình của mình. Hóa ra, từ nhỏ Veronica đã bị bệnh tim bẩm sinh, không thể chịu bất kỳ kích thích nào. Cảnh báo điện thoại của Bozat lại không đúng lúc kêu lên, làm anh lơ đãng, vì vậy vô tình bỏ qua câu hỏi của Veronica. Để không gây ra náo loạn, Bozat đành phải rời khỏi bàn ăn và chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ vài chiêu đơn giản, anh đã có thể cướp lấy súng của đối phương, gỡ bỏ đạn. Sau đó đánh cho hắn ta thừa sống thiếu chết, rồi nhốt trong nhà vệ sinh. Bozat vội vã trở lại bên cạnh Veronica. Mặc dù có chút trở ngại, nhưng buổi hẹn hò giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau bữa ăn tối, hai người đến một khách sạn. Nhưng bên kia, các đồng nghiệp của Bozat lại không nhàn rỗi như vậy. Những ngày qua, Jennifer và đối tác luôn không ngừng theo dõi anh em nhà Lay Job 24/24. Cả hai đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng. Họ là con trai của ông trùm tài phiệt khét tiếng Nga. Chi đen có thể sẽ giao dịch tên lửa đã đánh cắp với hai tên này. Tối đó, một người phụ nữ đi xe máy tìm đến anh em nhà Lay Job, có vẻ như họ đã hẹn nhau từ lâu. Hai tên này ngỏ ý để mua được số tên lửa đó, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng không ngờ, cô gái đó lại nói họ sẽ tặng miễn phí số tên lửa đó cho hai người. Với một điều kiện, hai người phải xử giúp cô ta một người, chính là Bozat. Ông trùm cũng đã đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong, người phụ nữ nói với hai anh em Lay Job, tên lửa hiện đang nằm trong tàu ngầm dưới đáy biển. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, thì sẽ cho họ biết mã kích hoạt, nói xong liền lên xe máy rời đi. Hóa ra, người phụ nữ chính là chi đen đã lấy cắp tên lửa. Jennifer quay lại đồn cảnh sát, báo cáo tình hình với cấp trên. Hiện tại, bắt buộc phải gọi Bozat quay trở về. Ba điệp viên xinh đẹp sau khi nhận lệnh, ngay lập tức đến khách sạn nơi Bozat đang ở. Jennifer giao cho cô gái lông thú, phụ trách việc kiểm tra thang máy phục vụ. Sau đó, đưa Natasha vào sảnh từ lối vào chính. Chờ đến khi thang máy mở ra, lại phát hiện một người đàn ông bị thương ở đầu đang ở bên trong. Natasha thấy anh ta hơi quen mắt. Hóa ra, người đàn ông này tên là Jack, là người yêu cũ của cô ấy. Hai người ở trong thang máy, dùng tiếng Nga nói chuyện ngay trước mặt Jennifer. Jennifer bình tĩnh bước ra khỏi thang máy, để lại hai người yên tĩnh ôn lại tình xưa. Thực ra, đó là một phần của kế hoạch. Vết thương trên đầu Jack chính là do Bozat gây ra. Anh ta đến khách sạn này chính là để trả thù Bozat. Để ngăn cản Jack tới tìm Bozat trả thù,
làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ việc ở Nga. Cấp trên cố tình cử Natasha tham gia nhiệm vụ để kìm chân anh ta. Jennifer đến gõ cửa phòng Bezat, tiếp theo chính là cảnh ở đầu video. Veronica hiểu lầm kéo cô vào phòng, Jennifer bất lực, tạm thời không thể thoát ra. Cô gái áo lông thú ở phía bên kia đang đi kiểm tra thang máy của các tầng với khẩu súng trên tay. Ở đây ánh sáng lờ mờ, cực kỳ yên tĩnh. Cô gái theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, liền báo cáo cho Jennifer bằng tai nghe. Lúc này, Chiden ẩn trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, dùng hai khẩu súng điên cuồng tấn công. Cô gái áo lông thú ngay lập tức trốn sang cây đàn piano. Hai bên không ngừng xả súng, đạn bay khắp nơi. Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội. Chiden không phải là người bình thường, cô ta cũng là một điệp viên xuất sắc. Rất nhanh, cô gái đã bị đánh gục xuống đất. Sau đó, Chiden nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này, Bezat cũng không mấy tốt hơn là bao. Vốn tưởng sẽ có một đêm nồng cháy với bạn gái, nhưng sự xuất hiện của Jennifer đã phá vỡ tất cả. Rõ ràng là anh ấy không ngờ Veronica lại chơi lớn như vậy. Bezat viện cớ trốn khỏi phòng khách sạn, không ngờ vừa hay đụng phải Jack. Bezat lúc này đang mặc áo ngủ, trên người lại không có súng, anh ấy muốn dùng chiến lược đình chiến tạm thời. Nhưng Jack lại kiên quyết muốn trả thù. Ngay khi cả hai chuẩn bị chiến đấu, Natasha đúng lúc đẩy cửa bước ra. Jack lại dễ dàng bị quyến rũ và theo cô ấy vào phòng khách sạn. Bezat không muốn thấy màn thể hiện tình cảm ghê tởm của hai người, liền lặng lẽ rời đi. Anh ở lại bắt gặp Jennifer vừa trốn khỏi phòng của Veronica. Cô ấy quần áo xộc xịch, tóc tai bù xù, rất rõ ràng là vừa trải qua trận chiến rất khốc liệt. Cả hai có chút ngượng ngùng xấu hổ. May thay, Jennifer vẫn chưa quên nhiệm vụ, cô ấy biết Bezat ăn mềm chứ không ăn cứng. Cô chân thành khuyên anh là gián điệp đừng nên mắc vào chuyện tình cảm. Nói xong, Jennifer liền rời khỏi khách sạn. Bezat quay trở lại cửa phòng, trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Nhưng còn chưa mở cửa, bên trong đã phát ra tiếng máy bay trực thăng. Bezat nhanh chóng vào phòng, rút khẩu súng lục giấu trong tủ ra. Nhìn thấy trên tường xuất hiện một lỗ hổng to đùng, Chiden đang lái trực thăng của hai anh em nhà Lê Dốc. Hiển nhiên, Veronica đã bị ả ta bắt cóc. Sau khi chạy ra khỏi khách sạn, Bezat nhận được lá thư do Chiden để lại. Anh ấy vội vàng chạy tới tìm cậu bạn tốt tên James của mình, một người cực kỳ đam mê công nghệ, nhờ giúp đỡ. James rất nhanh đã tìm ra vị trí của Veronica thông qua vệ tinh. Anh còn đưa cho Bezat một khẩu súng lục đã được nâng cấp. Khẩu súng này không gây chết người, nó chỉ phóng ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, đủ để hạ cục đối thủ. James nhắc anh đừng tùy tiện mở mức cao nhất của khẩu súng, bởi vì nó mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm, có thể xảy ra tác dụng phụ. Tình hình hiện tại cực kỳ khẩn cấp, Chiden đã bắt cóc Veronica, cô gái áo lông thú thì mất tích không thấy. Tên lửa bay trên không đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh phát động. Natasha trong lúc bất cẩn, không chú ý tới Jack, đã để anh ta chuồn mất. Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, Bezat đành phải cứu Veronica trước. Dưới sự chỉ huy từ xa của James, Bezat đột nhập vào nhà kho, dùng khẩu súng đặc biệt dã gục mấy tên canh gác. Lúc này, cấp trên lại gọi điện, bắt anh phải xử lý số tên lửa kia trước. Hóa ra, Chiden chính là đồng nghiệp cũ trước kia của Bezat. Vì để trả thù, cô ta mới bày ra kế hoạch này. Lúc này, Bezat làm gì còn tâm trạng quan tâm đến số tên lửa kia chứ, anh chỉ muốn cứu bạn gái của mình. Jennifer và Natasha cũng không thể để bom nổ mà không quản. Họ đột nhập vào phòng riêng của anh em nhà Lê Dốc, đóng giả thành gái gọi trong khách sạn, chuốc thuốc và rượu. Nhưng cơ hội tìm kiếm mật mã có thể thay đổi quỹ đạo của tên lửa. Bezat tiếp tục lục soát nhà kho, xử lý từng tên tép riêu một, dùng súng song âm hạ gục tất cả bọn chúng. Mà Chiden đang ở một nơi cao cách không xa, quan sát nhất cử nhất động của anh. Cô ta liên tiếp bắn hạ máy bay không người lái của James, khiến cuộc theo dõi bị gián đoạn. Bezat cũng hết cách, anh không thể lập tức tìm thấy vị trí chính xác của Veronica. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Bezat đụng mặt Jack. Jack cao to vạm vỡ, không hề sợ hãi trước đòn tấn công của Bezat. Bezat cũng rất thông minh, chỉ vài kế mọn đã giật lại được khẩu súng từ tay Jack. Sau đó đánh ngất anh ta, rời khỏi hiện trường. Khi vừa bước ra khỏi nhà kho, Bezat gặp được một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Đối phương cực kỳ phấn khích vì lần đầu vào vai sát thủ đã gặp được thần tượng. Nhưng cũng bởi quá phấn khích mà lỡ tay bóp cò, tiếc là đến một viên cũng không trúng. Bezat tiếp tục tìm kiếm Veronica, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy đang bị trói trên ghế, trên người bị gắn một quả bom hẹn giờ. Thời gian đang đếm ngược. Tình thế khẩn cấp, Bezat chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện và thử vận may. Đồng hồ đếm ngược vẫn không dừng, chỉ còn lại 9 giây. Mà lúc này, lại không thể liên lạc được với James. Phía James bên này, Chiden đã cử một nữ sát thủ xinh đẹp tới, chuyển hướng sự chú ý của cậu ta. Lúc này, chiếc loa trên bàn phát ra giọng nói của Chiden. Cô ta nói với anh, 7 chiếc tên lửa hiện đang nhắm mục tiêu vào các tòa nhà quan trọng trên khắp thế giới. Bezat bị mắc kẹt trong chiếc ghế, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Veronica tỉnh lại, Bezat thú nhận với cô rằng mình chính là một điệp viên. Sau đó anh cố gắng xoa dịu bạn gái, sợ cô kích động ảnh hưởng bệnh tình. Trong lúc đó, anh vẫn tiếp tục cố gắng liên hệ với James.
Nhưng Veronica vẫn không thể chịu đựng được nỗi kinh sợ, bệnh tim tái phát, tim cô ấy ngừng đập ngay tại chỗ. May thay, James cuối cùng đã thoát khỏi sự kiểm soát của nữ sát thủ, giúp Bờ Rát thoát khỏi chiếc ghế. Thời gian còn lại một giây cuối cùng, Bờ Rát bật máy tính đồng thời điều khiển bom và bảy tên lửa lên, vừa hay Jennifer gọi đến nói đã tìm thấy mật mã. Quả nhiên, ngay khi vừa nhập mật mã thành công, tên lửa ngay lập tức thay đổi quỹ đạo bay. Thời gian đến ngược trên quả bom cũng ngừng lại. Nhưng Veronica đã ngừng thở, Bờ Rát chỉ đành liều một phen, lấy ra khẩu súng sóng âm mở mức mạnh nhất, nhắm thẳng vào Veronica. Dao động năng lượng mạnh mẽ hoạt động, giống như máy điều hòa nhịp tim, trái tim đã ngừng đập của Veronica lần nữa được cứu sống. Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ của Bờ Rát cũng hết thời hạn. Veronica đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, Chi Đen thậm chí còn nhận được thiệp mời đám cưới của họ. Và thân phận thật của Chi Đen cũng được tiết lộ. Cô ta đúng là Lucy, đồng nghiệp cũ của Bờ Rát. Còn về lý do tại sao cô ấy nhắm mục tiêu là Bờ Rát thì đạo diễn không nói cho chúng ta biết. Bộ phim đến đây là kết thúc. Điệp viên bất bại là một bộ phim hài hành động kỳ quặc của đạo diễn Corey Pearson, ra mắt năm 2022. Cốt truyện của phim bị cắt bớt và đầy sạn. Một điệp viên bị tổ chức và đồng nghiệp phớt lờ vì để trả thù mà thông đồng với người Nga đánh cắp tên lửa, chuẩn bị ném bom phá hủy trái đất. Cuối cùng, các nhân vật chính của chúng ta đã kịp thời ngăn chặn thảm kịch. Nam chính còn không quên gửi lời mời tham dự đám cưới đến cho cô ta, người đã gây ra một đống rắc rối lớn. Điều duy nhất đáng xem ở đây có lẽ là chị em điệp viên vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Các bạn có thích bộ phim này không? Hãy ấn like và chia sẻ nhé!